Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào trưa ngày Chủ nhật 12 tháng 1 năm 2020, tại Hội trường Thư viện Việt Nam thành phố Garden Grove, Nam California, đã có buổi họp mặt tất niên và đón mừng năm mới cũng như ra mắt đặc sản của Quốc hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Trong dịp này, chúng tôi đã được nhà văn Lê Anh Dũng có đôi lời chia sẻ. Tôi có một cái cảm tưởng là năm nay là năm 2020, có nghĩa là con số nó làm cho mình nghĩ đến một cái vấn đề nó rộng hơn một tí, có nghĩa là của tuổi trẻ. 2020 là một cái hy vọng rất lớn cho đất nước Việt Nam chúng ta trong tương lai. Sau 45 năm dưới cái ách đô hộ của chủ nghĩa cộng sản độc tài và cái vấn đề mà chúng ta sẽ có thể bị giặc phương Bắc khống chế, thì 45 năm nó cũng không dài đối với lịch sử, nhưng mà nó dài đối với đời người. Trong suốt 45 năm đó thì không phải chúng tôi là những người mà chịu gian truân, là những người quân đội chịu gian truân trong cái khổ tù, nhưng mà cả một dân tộc chúng ta đã đắm chìm trong cái khổ nạn đến bây giờ vẫn còn. Thì năm 2020 này chúng tôi hy vọng rằng với cái tuổi trẻ trong nước và tuổi trẻ ở hải ngoại, nhất là tuổi trẻ trong nước sẽ kết hợp với tuổi trẻ hải ngoại, chúng ta sẽ có một cái chương trình và chúng ta sẽ có một cái đường hướng để làm thế nào phục hồi lại cái dân chủ tự do cho đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng nó cũng đã chín mùi, vì tình hình thế giới nó cũng đã chín mùi, nó cũng đã biến chuyển, thì không có lý do gì mà những người Việt Nam chúng ta chi trên 95 triệu người phải cứ còng lưng và an phận để mà cho một cái chủ nghĩa cộng sản nó quàng lên cổ một cái ách nô lệ như là hiện tại. Tết năm nay ở hải ngoại, chúng tôi nghĩ rằng cái thế hệ già của chúng tôi đã giống như là đã qua, và năm 2020 này hy vọng rằng những cái thế hệ con cháu sẽ tiếp nối và sẽ làm thế nào để thấy được ánh sáng tự do cho tương lai tổ quốc. Sau nghi thức khai mạc là phần ngỏ lời của ông Vũ Trọng Mục, thay mặt Chủ tịch Quốc hội là ông Nguyễn Hữu Cúc đang bị bệnh. Trong một cái niềm vui mùa xuân, chúng ta hy vọng nhiều hơn trong các năm khác, bởi vì tình hình thế giới biến chuyển mạnh mẽ và chúng ta nhìn thấy cái sự sụp đổ của Cộng sản Trung Quốc, Tàu Cộng và các nước cộng sản đang là đi xuống. Thành ra trong cái năm mới này, cái niềm hy vọng của chúng ta mạnh mẽ hơn, và chúng ta tin tưởng rằng là với tuổi đời của quý vị niên trưởng và chúng tôi sẽ có ngày được trở về Việt Nam để nhìn thấy lá cờ vàng sọc đỏ bay phất phới tại Sài Gòn và Hà Nội. Ngày đó chắc không còn xa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin thông báo với anh em tù nhân chính trị là trong năm cuối năm 2020 này thì khu hội tù nhân chính trị sẽ tổ chức cuộc bầu cử để bầu lại ban điều hành. Thành ra xin nhắc quý vị tham gia đông đảo trong cái buổi bầu cử đó. Và khu hội tù nhân chính trị Nam Cali được Tổng hội ủy quyền cho
tổ chức Đại hội Tù nhân Chính trị trên toàn thế giới năm 2021. Vì vậy cho nên những ngày sắp tới đây, khu hội tù nhân chính trị Nam Cali chúng tôi sẽ làm việc nhiều và tích cực để tổ chức một cuộc đại hội tù nhân chính trị đông đảo, bởi vì từ lâu đã không có cái cuộc tập hợp đông như thế. Thành ra chúng tôi xin hứa với tổng hội, quý vị có mặt ở đây, quý vị tổng hội, là chúng tôi sẽ hết sức tổ chức một cuộc đại hội tù nhân chính trị Việt Nam toàn thế giới. Kế đến là phần báo cáo sinh hoạt của Quốc hội trong năm qua do ông Nguyễn Hữu Thắng, Tổng thư ký Quốc hội phụ trách. Và sau đây là tình hình sinh hoạt của Quốc hội cụ tù nhân chính trị Nam Cali trong năm 2019. Phối hợp với cộng đồng Việt Nam Nam Cali tổ chức ngày Quốc hận 30 tháng 4 1975 tại tượng đài Việt Mỹ. Tham dự lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 1975 do các đoàn thầy trẻ tổ chức tại hội trường báo Việt Mỹ. Tham dự lễ kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thành phố Westminster. Tham dự bầu cử tân ban chấp hành tổng hội của tù nhân chính trị hải ngoại tổ chức tại Louisiana. Tham dự lễ tưởng niệm cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu do Liên hội của chiến sĩ miền Nam Cali tổ chức tại hội trường thành phố Westminster. Tham dự lễ tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Tham gia các cuộc biểu tình trên đại lộ Trần Hưng Đạo chống đối cộng sản lấn chiếm biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam do Thượng tọa Thích Thông Lai và các tăng ni đoàn thể trẻ tổ chức. Tham dự các buổi hội luận chính trị do các chính đảng, các đoàn thể chống cộng tổ chức tại Nam Cali. Sinh hoạt nội bộ, thăm viếng phân yêu các chiến hữu cựu tù nhân chính trị Việt Nam quá vàng, phân ưu và tổ chức lễ phụ cờ trong tang lễ quý niên trưởng Nguyễn Đức Bộ, Nguyễn Xuân Bích và đặc biệt cố niên trưởng Nguyễn Văn Nam giám sát khu hộ. Đó là tình hình sinh hoạt của khu hộ Nam Cali trong năm 2019. Tiếp theo là Phật nhà văn Lê Anh Dũng giới thiệu đặc san trách nhiệm. Theo thường lệ thì chúng ta cố gắng để mà ra mắt một cái đặc san là đặc san trách nhiệm của khu hội của tù nhân chính trị Nam Cali. Thì năm nay chúng ta cũng có được một cái tập san. Cái bìa, đây là một cái hình bìa mà tôi chọn là vì kỳ tôi đi trên Việt Nha có ghé vào thăm cái nghĩa trang Arlington và tình cờ thấy được cái chai này, thấy được cái hình này, cho nên tôi rất cảm động, đứng rất lâu để chụp cái hình và cũng thấy bồi hồi mà cũng quên đi, nhưng mà tình cờ lại nhớ lại, cho nên đưa lên cái hình bìa năm nay. Trong cái cuốn sách này có rất nhiều tác giả góp bài và đặc biệt là các đại tá có mặt ở đây đã góp bài. Đại tá Cố Trấn Kinh Châu, đại tá Trần Ngọc Thống và những người có bài viết trong này, những bài viết rất là có giá trị. Và chúng tôi rất là hân hạnh được phụ trách để ra mắt ngày hôm nay. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi họp mặt tất niên và đón năm mới Canh Tí 2020 của Quốc hội cựu tù chính trị miền Nam California. Và sau phần giới thiệu đặc san là đến phần phát biểu của cựu đại tá Trịnh Ngọc Thống. Năm nay ông đã 98 tuổi. Khi chúng tôi ở tù đó, thì ai cũng cố gắng thay vì
làm việc thì cố gắng học hành. Thành ra tôi cũng đem một quyển từ điển chữ Nho đi để học trong cái thời gian ở tù. Nhưng mà đưa quyển sách đó ra vào trong tù được có 6 tháng thì nó tịch thu mất, mất tích luôn từ đấy. Mà quyển sách từ điển của tôi ấy, là quyển từ điển đặc biệt nhỏ có thể bỏ túi được. Và quyển đó gọi là quyển từ điển Vương Vân Vũ. Các từ điển chữ Nho thì phần nhiều là đều tra theo bộ, 214 bộ thì tra ra chữ. Nhưng mà cái quyển từ điển của tôi đặc biệt là do ông Vương Vân Vũ, người Hồng Kông, ông ấy làm ra quyển từ điển đó, mà lại tra là tra tứ giác, tức là bốn góc. Chữ Nho bao giờ cũng có bốn góc, thì 1, 2, 3, 4 ông ấy chia ra góc một đó thì những dấu phẩy, dấu chấm, dấu sắc. Thế rồi góc hai cũng dấu phẩy, dấu chấm, dấu sắc. Góc ba, góc bốn. Thế rồi ông ấy chia ra mỗi một góc đó từ số 0 đến số 9. Góc 1 cũng 0 đến số 9, 2 cũng 0 đến số 9, 3 cũng 0 đến số 9, 4 cũng 0 đến số 9. Thế mình cứ tra theo cái số của từng góc gọi là tứ giác. Thì ví dụ như là góc 1 là 2, góc 2 là 5, góc 3 là 4, góc 4 là 6 chẳng hạn. Thì cứ căn cứ ở 4 cái chữ đó mở quyển từ điển ra thì là có chữ ấy ở trong quyển sách, rất là dễ dàng và rất là tốt. Khi nó tịch thu rồi, tôi rất tiếc. Suốt trong 13 năm tù tôi cứ nhớ đến quyển sách đó. Thế nhưng mà không ngờ nó thu rồi năm 1976 ở Hoàng Liên Sơn. Sau đó cách 17 năm, quyển sách đó lại được trả lại cho tôi ở tại Mỹ. Tôi rất là ngạc nhiên tại sao quyển sách từ Hoàng Liên Sơn mà lại đến bây giờ. Thì tôi xin kể như sau. Anh em tù chính trị thì năm 92 đó họp ở đây một số khoảng độ 20 người, thì trong đó có đại tá Nguyễn Bá Trang là hải quân và ông ấy là tư lệnh lực lượng thủy bộ của hải quân được phái cùng bốn. Ông cũng ngồi ăn, ông cũng ngồi bàn bên cạnh. Tôi mới nhắc lại là hồi tôi ở Hoàng Liên Sơn bị thu mất quyển từ điển. Thế ông Trang ông nghe thấy, ông ấy chạy đến hỏi tôi quyển từ điển hình dáng như thế nào, làm sao. Tôi mới kể quyển từ điển của tôi là quyển Vương Vân Vũ. Thế ông mới ôm lấy tôi, ông bảo thôi tôi đã tìm thấy khổ chủ đi rồi. Tôi cũng giật mình, làm sao mà lại mười mấy năm rồi mà lại có quyển từ điển ở đây. Tôi không có tin, nhưng ông bảo có đúng. Thế rồi ông bảo xin địa chỉ tôi. Ông ấy lúc đó ở San Diego. Mấy tháng sau ông đem lên cho tôi. Ông ấy nghe tôi kể chuyện lại quyển sách, xong ông về nhà, ông ấy viết một bài. Ông lấy tên là Ông Đồ. Và ông ấy kể lại chuyện là quyển sách có hồn, đi đâu nó cũng theo ông ấy. Và ông cũng tin rằng cái quyển sách này mà nó vẫn đi là ở trại 1, còn ông Trang ở trại 2. Ông ấy gặp, ông ấy đi vác tre, ông ấy nghỉ ở chỗ đầu đường ấy, cái đống rác lại có trông như quyển sách. Ông ra ông bới thì ông ấy thấy quyển sách, ông mừng quá. Là vì ông ấy nói Trang này, ông có cử nhân văn khoa mà về văn chương Việt Nam, thành ông cũng hiểu chữ Nho.
vì vậy ông thích quyển sách thích qua, ông đem về ông học. Thế rồi suốt trong mười mấy năm, cái quyển sách nó có hồn, nó đều trốn. Mỗi lần khám sách ra thì nó đều trốn được. Một là ông ấy để ở ngoài chỗ lao động, hai là ông để đâu nó không khám được. Đến lúc khi về 13 năm rồi nó tha, thì ông bảo rằng gì, ông ấy để cái quyển sách đó vào cái túi riêng. Thế giờ ông bảo nếu nó khám kỹ quá thì ông vứt quyển sách lại. Thế nhưng mà không ngờ khi ra nó chỉ khám sơ sơ thôi, thành ra ông ấy vẫn giữ được quyển sách. Và ông chắc chắn là quyển sách này là của một cấp đại tá, thành ra thế nào ông cũng tìm ra được. Thế mà hôm ấy bất thần ông lại thấy tôi. Thế rồi ông ấy em cho, ông ấy viết ra cái đầu đề một bài là ông đồ. Vì cái đấy là như là ông đồ đã dạy ông suốt mười mấy năm chữ nho, thành ông ấy hiểu thêm nhiều. Và ông nghĩ rằng quyển sách này có hồn, tại sao nó không bị tịch thu, tại sao nó lại trốn được đến bây giờ. Thành ra ông ấy đưa đăng báo Người Việt và tờ Sài Gòn nhỏ có đăng hai lần. Thế nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng thì cái bài này ông có trao cho Hồ Đốc Hôn, thì tôi nghĩ rằng sáng năm nếu mà có thể được thì sẽ đăng ở trong tờ Trách Nhiệm. Kế đến là phát biểu của cựu đại tá Nguyễn Văn Quý, cố vấn của Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị. Kính thưa Chính Hữu Nguyễn Hữu Cúc, Chủ tịch Ban Chấp hành Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Nam Cali. Kính thưa quý chủ tịch và thành viên các cơ chế của Khu Hội Nam Cali. Kính thưa quý quan khách, quý niên trưởng, quý Chính Hữu, quý thân hữu của Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Như tôi vừa trình bày, Đại hội 14 đã bầu một cái cơ chế chấp hành mới cũng như cố vấn và giám sát mới cho Tổng hội của Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Chiến hữu Nguyễn Hữu Thắng, Tổng thư ký Khu Hội của Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Nam Cali đã đại diện cho Khu Hội Nam Cali dự cái Đại hội 14 đó. Vì bản công việc ở địa phương thành phố Orlando, Florida, nơi mà Tổng hội đặt trụ sở hiện nay, vì bản công việc cho nên như tôi vừa nói là Chính hữu Huy Trung Châu nhờ chúng tôi thay mặt để giới thiệu phái đoàn Tổng hội dự lễ hôm nay. Chúng tôi là Nguyễn Văn Quý, cố vấn, thay mặt cho ban cố vấn. Chiến hữu Nguyễn Như Được, Tổng ủy viên giám sát, thay mặt ban giám sát Tổng hội, đến từ San Jose, quận Santa Clara. Chiến hữu Cao Gia, phụ trách ủy ban đặc nhiệm quốc nội của Tổng hội, đại diện cho ban chấp hành. Thưa quý vị, Chính hữu Cao Gia đã từng tham dự các sự kiện của khối Người Việt Quốc gia tị nạn Cộng sản với Khu Hội Nam Cali. Phái đoàn Tổng hội chúng tôi xin có lời chào trân trọng tất cả quý vị, các chiến hữu và các thân hữu của Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Xin kính chúc quý vị và gia đình năm 2020 Canh Tí đầy đủ sức khỏe, mọi việc suôn sẻ, thấy vận nước đến khắc rẻ, tái phục nền tự do dân chủ, đảm bảo trọn vẹn nhân quyền và một nền kinh tế thịnh vượng, mang lại nếp sống sung túc cho tất cả nhân dân, chứ không phải riêng cho một tầng lớp người như hiện nay. Phái đoàn chúng tôi chào mừng lễ tất niên và công bố tuyệt tác phẩm hàng năm của
khu hội của tù nhân chính trị Việt Nam Đan Cali là Quốc Đạp Sang hôm nay đã vào thay quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình họp mặt của Quốc hội cựu tù chính trị miền Nam California sau những phát biểu còn có chương trình văn nghệ rất vui và phần dùng cơm trưa thân mật do ban tổ chức khoản đãi. Phát đại nam tường trình từ thành phố Garden Grove miền Nam California.